Chào bạn, đây là nam châm Ferrit, đường kính ngoài là 110mm, đường kính trong là 60mm và chiều dày là 20mm. Với sản phẩm này thì thường thường là được dùng để làm loa. Cái sản phẩm này làm loa và có thể là dùng ứng dụng trong các cái công việc gia đình hoặc là việc hút sắt trong công nghiệp, trong dây chuyền sản xuất đều dùng được. Với cái mức giá thành rất là hợp lý nên là được ứng dụng rất là rộng rãi. Sản phẩm được cung cấp bởi Thế Giới Nam Châm ở địa chỉ số 26A trên 488 Đường Trần Cung và số 58 Đường Trần Văn Khánh, phường Tân Thuận Đông, quận 7. Số hotline là 0989617369. Khách hàng có nhu cầu xin liên hệ chúng tôi ạ. Xin cảm ơn.